đón toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong một chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay, để dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô dâu Mai Trang và chú rể Khải Hoàn. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, và lời đầu tiên chắc chắn rồi, Hoàng Hùng xin phép được thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chào và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng trở vào trong vị trí khán phòng ngày hôm nay, một khán phòng rất đẹp, rất lộng lẫy đang chào đón toàn thể quý vị với một hệ thống âm thanh ánh sáng rất tuyệt vời. Và chúng tôi hy vọng rằng một chương trình nghệ thuật đặc sắc của chúng tôi gửi tới toàn thể quý vị sẽ phần nào đáp ứng được những nhu cầu của toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và để mở đầu chắc chắn rồi, không thể thiếu được, đó chính là một tràng vỗ tay từ tất cả quý vị. Hãy dành cho anh em nghệ sĩ chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và ngay bây giờ chương trình xin phép được bắt đầu. Rất sôi động vừa rồi đã mở đầu cho chương trình nghệ thuật rất đặc biệt dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy hướng mắt về phía sân khấu và hãy dành những tràng vỗ tay của mình và sẽ cùng đón chờ giọng ca của nữ ca sĩ đầu tiên sẽ xuất hiện trên sân khấu chính ngay lúc này đây. Xin mời giọng ca của nữ ca sĩ Đặng Hồng Nhung với một tác phẩm được mang tên Neo Đậu Bến Quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ vâng ạ, và một sáng tác của cô nhạc sĩ An Thuyên, Hồng Nhung sẽ được gửi tới toàn thể hội hôn ca khúc Neo Đậu Bến Quê.
Xin gửi tới toàn thể quý vị. Rất tuyệt vời. Một giọng ca đã trở về với chúng ta với hơn 1.000 cây số. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Xin mời ạ. Sa Huỳnh có lời chào đến toàn thể quý vị. Dạ trời ơi, cái này là em nói thiệt nha quý vị. Đẹp quá. Em chỉ biết đó là đẹp quá thôi. Đẹp thiệt luôn á. Wow. Và em ngồi dưới đó, em suy nghĩ một hồi, em nói rằng là cái nó đẹp này thì mình phải hát bài gì cho nó hợp. Nó vừa cái không khí đám cưới mà nó cũng vui tươi để làm cho quý vị phấn khởi lên. Rồi xong một hồi em suy nghĩ em sẽ hát bài một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên. Nó pha giữa miền Bắc và miền Nam. Đó là ca khúc Tình Bắc Xuyên Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Sa Huỳnh rất là nhiều. Và chúng ta sẽ chờ đợi nữ ca sĩ Sa Huỳnh sẽ cùng trở lại với chúng ta sau mấy phút nữa. Và ngay sau đây sẽ là một nhạc phẩm tiếp theo, một order đến từ gia đình của chúng ta. Sẽ là một nhạc phẩm được mang tên Mời Anh Về Thăm Quê Em, qua sự trở lại của giọng ca nữ ca sĩ Thủy Trang. Xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu và hãy dành những tràng pháo tay để cùng đến với giọng ca rất tuyệt vời này ạ.
Xin được cảm ơn, mời anh về thăm quê em của nữ ca sĩ Thủy Trang. Và thưa quý vị, ông cha ta đã có câu là có nam có nữ thì mới nên xuân, đúng không thưa quý vị? Và chắc chắn rồi chúng ta vừa trải qua ba giọng ca nữ của chúng tôi rồi. Và ngay bây giờ sẽ là một giọng ca nam, nhưng anh ấy cũng hát rất tuyệt vời thưa quý vị. Và chúng tôi mong muốn được toàn thể quý vị hãy liên tục có những tràng pháo tay để ủng hộ cho anh em nghệ sĩ chúng tôi trên sân khấu. Và món quà âm nhạc tiếp theo được gửi tới toàn thể quý vị sẽ một nhạc phẩm được mang tên Qua Cơn Mê, có sự thể hiện của nam ca sĩ Khánh Toàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từng
qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Mười ngón tay em gầy, vui buồn tình thân đầy, mơ thoáng chiều chiều mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về lòng thanh tươi. Vì lá hoa cần nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Vì lá hoa cần nhiều, trái yêu thương đầy cành. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn giọng ca của nam ca sĩ Khánh Toàn rất là nhiều. Và quý vị có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu tuyệt vời, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Cảm ơn đại gia đình nhà mình rất nhiều. Và quay trở lại sân khấu ngay lúc này đây, chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Nguyễn Hải qua một nhạc phẩm rất quen thuộc, cũng là những ca khúc mà gia đình nhà chúng ta đã yêu cầu cho anh em nghệ sĩ chúng tôi thôi ạ. Các khúc được mang tên Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, và liên tục chương trình với bài sáng của quý vị một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phan Đình Điểm, ca khúc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có muốn nghe bài Máu Lửa hơn không ạ? Có muốn máu lửa hơn không ạ? Vậy thì rất hy vọng rằng những bước chân, những bước nhảy của toàn thể đại gia đình sẽ lên sân khấu ngay sau đây ạ. Với một nhạc phẩm ở phía kia đã dê rồi đúng không ạ? Một nhạc phẩm mà mình xin phép được gửi tới tất cả quý vị. Sản phẩm mang tên Tình Nhạt Phai, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Mây trên cao bao cuốn chân trời và theo gió cuốn đi bao yêu thương mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau cho quên niềm vui, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lan loạn rồi. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lạnh đành trôi theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vơi kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em ơi em từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Tiền vẫn theo bên em trong hoài mong. Anh ở đây vui những buổi chiều và tìm đâu phút xa dương yêu thương nồng say. Đây thật buồn và nhiều thương đau. Từ lúc em đi mang theo tình anh, trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đã đầy. Yeah. Em ơi em như một loài chim sống cô đơn trôi đã trong đưa thời gian. Chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi nơi phương trời xa, nhưng em đã lạc vào cõi mơ trong trái tim anh luôn mong em nhau về đây. Em ơi anh như một loài chim sống cô đơn trôi theo sóng nước ngoài khơi. Bay đi ơi loài chim đã gây cánh. Dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Em đã lạc vào cõi mơ trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút đi ạ. Quý vị có muốn nghe người nhà hát không ạ? Xin mời chú ạ. Xin mời chú hãy lên với cháu ạ. Một giọng ca đã đăng ký với chúng ta ngay từ đầu chương trình rồi ạ. Giọng ca của chú Phan đúng không ạ? Sẽ cùng trở lên sân khấu với một nhạc phẩm song ca với nữ ca sĩ Thủy Trang của chúng tôi. Ca khúc được mang tên Gửi Người Quan Họ. Xin mời quý vị chúng cùng thưởng thức ạ. Để chúc người hạnh phúc cho hai cháu Mai Trang và Khải Hoàn, sau đây bác xin gửi tới ca khúc bạn được mang tên Gửi Về Quan Họ. Ôi,
của nam ca sĩ Akira Phan đúng không ạ? Quý vị có thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời tại sao lại vỗ tay bé như vậy ạ? Một tràng vỗ tay thật to lên đi ạ! Xin cảm ơn chú Phan rất là nhiều và hy vọng rằng chú Phan sẽ liên tục dành những ca khúc để cùng gửi tới toàn thể quý vị. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giọng ca rất đặc biệt trở về chúng ta trong ngày hôm nay với hai nhạc phẩm Bolero. Quý vị có muốn nghe Bolero không ạ? Wow, rất nhiều người đang chờ đợi. Và ngay sau đây, xin mời sẽ quay trở lại sân khấu của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Xin mời ạ. Yêu xa môi mềm tìm đến
thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau tại sao nhà không nhân dở em cũng không hiểu nguyên nhân vì sao chú ơi em không hiểu nguyên nhân vì sao hát trúng lắm ban nhạc ơi rồi tình hình nó làm sao rồi giờ là tiếp không đổi bài hả hôm nay quý vị lời rồi em tính em lên hát bài em xuống mà tự nhiên em lên hát nửa bài xong nó ngưng bây giờ em hát thêm bài nữa tính ra lại em hát bài rưỡi quý vị có chịu không em hát bài rưỡi nữa nhé không ấy bây giờ như thế nào đi bây giờ em chuyển qua nhạc lính nha nó nhỏ nhỏ thôi quý vị đừng có nói với ai nha quý vị bây giờ mình hát nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa được không nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa đi nhá thôi kệ đi nó hay là mình hát thôi à muốn nhỏ 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 mình đứng nói với ai nha bài hát ai nói với em nếu anh là lính không biết nói yêu mỗi khi gần em nha quý vị ai nói với em Lòng nàng những điều dâng về.
Thank you.
rằng là gia đình và nhà trai sẽ tiếp tục có những ca khúc được gửi tới toàn thể quý vị. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giọng ca của nữ ca sĩ Đặng Hồng Nhung, có một nhạc phẩm được mang tên Thơ Tình Của Núi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Sôi động nữa không ạ? Quý vị có muốn nghe nhạc sôi động hơn được không ạ? Và một ca khúc order của cô dâu ạ sẽ được gửi tới toàn thể quý vị. Ca khúc nó mang tên Yêu Em Dài Lâu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ạ. Và ban nhạc tưởng cô dâu lên hát thì tuyệt vời quá đúng không ạ?
Và hy vọng rằng ca khúc sau thì cô dâu chú rể sẽ lên song ca ạ. Xin được gửi tới toàn thể quý vị và một bản remix sẽ được ngay sau đây ạ. Từ
Tới hội cưới lời chào và lời chúc sức khỏe ạ. Xin gửi tới hai bạn bài hát Kiếm Về Sầu ạ. Ngàn anh đang lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sông ngoài cười tràn vào khi anh khuất rồi tình yêu cho đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tính nghĩ suy làm chỉ. Anh yêu em
siêu phong. Một lần ta vui cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp tục bằng xa nhau ăn sống vô trường. Sống chơi đâu cô đơn. Không gì đâu khi dòng đời chia hai. Chỉ còn nỗi nhớ theo anh suốt đêm dài. Những đêm tôi chuyển chỉ còn bên anh. Cơn lúc hoài lần rơi yêu cho đêm. Anh yêu em yêu say đắm còn cần toàn tình. Nghĩ suy làm chi.
Thank you.